Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, khí thải từ phương tiện giao thông là nguyên nhân hàng đầu gây ô nhiễm không khí tại các đô thị. Mới đây, các nhà khoa học Hàn Quốc đã ứng dụng thành công vật liệu gốm tiết kiệm nhiên liệu có tên Plowmine Eco. Qua thử nghiệm, sau khi cho trực tiếp thanh gốm vào bình xăng, lượng khí thải của động cơ sẽ giảm từ 50 đến 70% so với trước khi dùng. Thanh gốm Plowmine Eco được tạo thành bởi các khoáng chất tự nhiên và có khả năng bức xạ tia hồng ngoại, tạo ra các anion phá vỡ các phân tử hydrocarbon, giúp quá trình đốt hoàn hảo hơn, nâng cao hiệu suất xăng dầu. Thanh gốm Plowmine Eco được tạo thành bởi 37 khoáng chất tự nhiên. Các tia bức xạ và ion được giải phóng từ vật liệu này đóng vai trò xúc tác làm tăng khả năng bốc hơi của nhiên liệu. Nhiên liệu được hòa trộn tốt hơn với không khí. Quá trình cháy diễn ra triệt để, tiết kiệm nhiên liệu, khí CO và HC sẽ được chuyển hóa thành CO2 và hơi nước. Tới nay, Plowmine Eco đã có mặt tại gần 20 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Chúng tôi ở đây đã tiến hành thí nghiệm với các loại xe chạy xăng và xe chạy dầu diesel, thì cái hiệu quả chung là đều tiết kiệm được khoảng 10%. Nó không có ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ của động cơ, tức không ảnh hưởng đến tuổi thọ, tức là độ bền về kết cấu các thứ là không có sự ảnh hưởng nhiều. Việt Nam có một lượng xe cũ rất lớn, cả ô tô và xe máy, thì tiềm năng nó sẽ làm giảm được cái lượng khí thải và giúp cho cái động cơ cũng như là cái khí thải của mình tốt hơn, và nó sẽ đảm bảo được cái định mức và cái tiêu chuẩn kỹ thuật của môi trường. Hiện ô tô, xe máy là một trong các nguồn phát thải chủ yếu khí thải độc hại ra môi trường như CO, NO, NO2. Quá trình cháy không hết nhiên liệu cũng thải ra lượng lớn bụi carbon ra ngoài môi trường.